biểu, quý vị khách quý đã đến tham dự hội thảo ba tech tăng lợi thế cạnh tranh trong khuôn khổ hội nghị và triển lãm BizTech Việt Nam năm 2024 ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt ban tổ chức, Phương Anh xin gửi tới quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, công nghệ đang đóng vai trò ngày càng lớn trong tiếp thị và mang tất là công cụ quan trọng hỗ trợ giúp doanh nghiệp dễ dàng tự động hóa một số quy trình hoạt động marketing, nâng cao lợi thế cạnh tranh. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số đòi hỏi các nhà lãnh đạo phải định hướng đúng đắn và lựa chọn giải pháp phù hợp mới có thể nâng cao hiệu quả của tiếp thị. Chính vì vậy, doanh nghiệp cần sự hướng dẫn cụ thể và chuyên môn từ những chuyên gia, nhà cung cấp uy tín để doanh nghiệp tự tin bước tiếp trong thời đại số. Hội thảo MarTech tăng lợi thế cạnh tranh trong khuôn khổ hội nghị và triển lãm BizTech Việt Nam năm 2024 được tổ chức với mục đích chia sẻ thông tin, xu hướng chuyển đổi số trong lĩnh vực tiếp thị số, đưa ra chỉ dẫn, phương pháp chuyển đổi số, giới thiệu các giải pháp marketing hiệu quả. Kính thưa quý vị, đến tham dự hội thảo ngày hôm nay, xin được hân hoan chào mừng và trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các diễn giả. Về phía Vinasa, xin trân trọng giới thiệu ông Lâm Quang Nam, Phó Chủ tịch Vinasa. Xin trân trọng giới thiệu ông Tình Nguyễn, nhà sáng lập Chủ tịch Việt Nam MarTech, đồng sáng lập và Phó Chủ tịch Medcom Group. Xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Hằng, Founder và CEO Omega MarTech. Xin trân trọng giới thiệu ông Triều Nguyễn, Founder và CEO Pandata AI. Xin trân trọng giới thiệu ông Trương Nhật Dương, Director of E-commerce Department Accenture. Xin trân trọng giới thiệu ông Tony Dũng, Chủ tịch HBR Holding. Xin trân trọng giới thiệu ông Tiến Tê, CEO Co-founder Active Pro Marketing Agency. Trọng giới thiệu ông Kim Hồ, Head of Client Solution TikTok Việt Nam. Xin trọng giới thiệu bà Bùi Việt Hiền Nhi, Director of Communication ngân hàng số khác tại VB Bank. Xin trọng giới thiệu bà Nguyễn Hoài Trang, Marketing Director New Business CP Việt Nam Corporation. Và xin được nhiệt liệt chào mừng toàn thể quý vị đại biểu đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, để bắt đầu hội thảo ngày hôm nay, trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu ông Tình Nguyễn, nhà sáng lập Chủ tịch Việt Nam MarTech, đồng sáng lập và Phó Chủ tịch Medcom Group sẽ có bài trình bày về tổng quan thị trường và xu hướng truyền thông tiếp thị số. Xin trân trọng kính mời ông. Xin được gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới quý vị lãnh đạo của Vinasa cũng như là các vị diễn giả cùng toàn thể quý vị là các anh chị là các chủ doanh nghiệp, là những người lãnh đạo doanh nghiệp có mặt trong cái phiên MarTech của chương trình BizTech 24 ngày hôm nay. Một tràng pháo tay thật lớn cho sự hiện diện của tất cả quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Thì thưa quý vị rằng là cá nhân em Tình ấy thì được giao cái nhiệm vụ đó là bắt đầu với phiên đầu tiên cũng khá là hồi hộp, khá là lo lắng, cộng thêm nữa lại giao cho một cái chủ đề nói đến xu hướng tiếp thị số, xu hướng truyền thông. Thì thưa các anh chị rằng là cái phần trình bày của em ngày hôm nay ấy thì cũng phải xin chia sẻ trước với các anh chị một cách rất là thân mật, đó là những cái nội dung bên trong ấy thì nó sẽ không đề cập quá nhiều đến xu hướng, bởi vì là chúng ta có thể thấy rằng là xu hướng tiếp thị hay là xu hướng truyền thông hay xu hướng kinh doanh ấy, thì đâu đâu cũng nói, báo chí truyền thông đâu đâu cũng nói, mà nó chỉ tóm tắt một vài keyword thôi, và năm nào cũng có những cái chuyên gia nói về dự đoán xu hướng, năm nào cũng vậy đấy. Thế là cái đấy thì xin phép mình sẽ đi pass qua một chút, đi nhanh thôi, điểm nhanh để các anh chị thấy rằng là hiện trạng như thế nào. Thì cái phần nội dung hôm nay ấy, thì mình sẽ trong vòng khoảng 20 phút thì chia sẻ rất là nhanh cái câu chuyện về một số cái dự đoán về tương lai đấy, để chúng ta nhìn nhận, để chúng ta có cái cách để điều chỉnh
về cái mô hình kinh doanh cũng như là về cái câu chuyện về cái chiến lược kinh doanh của chúng ta thì nó sẽ tốt hơn. Em xin phép em bắt đầu luôn. Đấy, xin quý vị các anh chị theo chương trình điện. Lết đầu đi. À đây. Rồi. Đấy thì thay đổi một chút, xin điều chỉnh một chút, nói về tương lai của xu hướng truyền thông thiết bị số. Tổng quan về thị trường, xu hướng tiếp thị, tương lai, ảnh hưởng của AI đến các thị trường. Thì trước tiên thì ta nói đến một số cái xu hướng nổi bật. Thì ở đây thì có rất nhiều cái xu hướng. Nếu như các anh chị để ý thấy thì nếu như các anh chị để ý thấy thì trên báo chí và truyền thông hay là trên rất nhiều cái trang web của các chuyên gia của công ty công nghệ, của công ty marketing thì năm nào đầu năm họ cũng sẽ nói về xu hướng. Họ liệt kê 10, 20 hay là 30 cái xu hướng truyền thông tiếp thị, đúng không ạ? Và trong số những cái xu hướng đấy thì nó quy tụ lại ở một số cái công việc như này. Và hôm nay xin phép được đưa ra một số cái xu hướng nổi bật để các anh chị lưu ý. Cái xu hướng đầu tiên mà trong vòng 2 năm trở lại đây và trong rất nhiều năm tới, nó sẽ là một trong số những cái xu thế bắt buộc các doanh nghiệp phải biết và ứng dụng. Đó là xu thế về cá nhân hóa các chiến dịch tiếp thị, truyền thông và bán hàng với sự hỗ trợ của AI. Thì lát nữa các anh chị sẽ thấy anh Tony Dũng sẽ nói về Big Data, nói đến AI. Anh Triều Nguyễn sẽ nói về câu chuyện về làm nào để khai thác data, làm thế nào để câu chuyện về việc là làm nào để mà có thể triển khai cái chiến dịch cá nhân hóa để gia tăng hiệu quả của chiến dịch tiếp thị và bán hàng. Cái rồi thì sau phiên này, sau cái phần này có chị Hằng bên Omega Matech sẽ nói câu chuyện về cái tác động của những công nghệ Matech, đặc biệt những công nghệ mà có ứng dụng AI vào hoạt động phát triển kinh doanh của anh chị thì chắc chắn là nó sẽ khác biệt. Cái slide là cũng nét nhỉ, hay là nói cái gì? Cái thứ hai nữa đó là influencer marketing, cái này nó là diễn ra thường xuyên hơn chục năm nay, chuyên gia nào nói sự kiện nào mà, đúng không ạ? Đó là tiếp thị với người ảnh hưởng. Và trong những năm tới nó tiếp tục, nó sẽ là một trong số những kênh tiếp thị mang lại hiệu quả cao. Thì lát nữa có phần chia sẻ của bên chỗ đại diện Access Trade thì họ sẽ nói nhiều hơn về câu chuyện này. Cái thứ ba nữa đó là live stream đa nền tảng, nó quá rõ ràng rồi, đúng không ạ? Facebook, TikTok hay là YouTube, Instagram, rất nhiều nền tảng, thậm chí bây giờ Zalo cũng có video ngắn, đúng không ạ? Nên là gần như nó là một trong số những cái việc làm bắt buộc của bộ phận marketing hay bộ phận bán hàng cho doanh nghiệp của anh chị. Và cái thứ tư nữa là tiếp thị nội dung. Content marketing nó là một trong số những cái việc mà bắt buộc chúng ta phải làm, đặc biệt các mô hình về B2B. Các mô hình B2B mà không làm content marketing ý, thì rất khó để có thể là xây dựng được uy tín thương hiệu, rất khó để có thể ra được, tạo ra được khách hàng tiềm năng. Đặc biệt trong cái bối cảnh Google hiện tại, chúng ta cũng nghĩ rằng là Google bị chiếm ngôi bởi AI, nhưng thưa các anh chị rằng là Google nó vẫn chiếm vị trí số 1, 95% số lượng lưu lượng tìm kiếm nó vẫn đến từ Google mà thôi. Thế nên là làm content marketing là một trong số những cái việc mà chúng ta bắt buộc chúng ta phải làm. Đây là bốn cái xu hướng nổi bật nhé. Còn rất nhiều xu hướng khác, các anh chị có thể lên Google, các anh chị search để các anh chị đọc, các anh chị sàng lọc. Nhưng đa phần chúng ta đều thấy rằng là social media này thì làm content marketing hay là live stream đa nền tảng, nó chính là social media marketing. Các anh chị lưu ý như vậy. Thế nên là nhiều người sẽ nói rằng là xu hướng sắp tới sẽ là xu hướng social media marketing thì nó mang cái chất tổng quát quá. Đó, nên là các anh chị phải hết sức lưu ý. Rồi đấy là một số xu hướng mình nhấn mạnh, mình điểm mạnh lại thôi. Điểm lại cho các anh chị để các anh chị nắm được. Và đấy là bốn xu hướng mà các anh chị nên lưu ý trong năm 2024 và 2025. AI là một trong số những điều mà chúng ta thấy diễn đàn nào cũng nói, ở đâu cũng nói đến AI, đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta sẽ đi nhanh đến cái phần là một số cái dự đoán cho năm 2024-2025. Xin phép được nói từ dự đoán nhé, chứ không phải là những cái khẳng định. Chẳng có chuyên gia nào có thể dự đoán được tương lai, chúng ta không phải là thầy bói. Nhưng đây là những cái dự đoán mà chúng ta làm cơ sở để chúng ta đưa ra là những cái gì, những cái kết luận, những cái quyết định trong câu chuyện về kinh doanh của bán hàng mà thôi. Đó. Rồi, cái thứ nhất ấy, cái thứ nhất mà muốn nói đến các anh chị ở đây đó là trật tự mới, nó sẽ xuất hiện một trật tự mới trong lĩnh vực khởi nghiệp. Một trật tự mới trong lĩnh vực khởi nghiệp. Chúng ta thấy rằng là trong cái làn sóng, các làn sóng khởi nghiệp đều có ảnh hưởng nhất định đến cái môi trường kinh doanh, đến nền kinh tế của bất cứ quốc gia nào, đặc biệt là Việt Nam, đúng không ạ? Khi mà làn sóng khởi nghiệp được
cao trào ấy thì rõ ràng kéo theo rất nhiều cái hoạt động đi xung quanh hệ sinh thái này. Và chính cái điều đấy thì dẫn đến cái việc là các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các doanh nghiệp đơn thuần, các doanh nghiệp truyền thống cũng bị ảnh hưởng phần nào liên quan đến cái xu hướng khởi nghiệp đó. Tuy nhiên trong vòng 2 năm trở lại đây chúng ta thấy gọi là trong giới khởi nghiệp chúng ta gọi là mùa đông gọi vốn, đúng không ạ? Rất khó để raise fund, rất khó để có thể gọi vốn ở quỹ đầu tư. Và dẫn đến cái việc là các doanh nghiệp sẽ không còn, các công ty khởi nghiệp sẽ không còn nhiều tiền để mà có thể duy trì hoạt động kinh doanh của mình nữa. Dẫn đến cái việc là có rất nhiều công ty, thậm chí rất nhiều công ty kỳ lân, họ cũng phải bị tiêu diệt. Rất nhiều công ty kỳ lân bị tiêu diệt các anh chị ạ. Và đấy chính là một trong số những cái mà nó gọi là, tôi gọi là ai bấm ấy nhỉ? Các anh chị nhìn thấy cái biểu đồ này thì các anh chị thấy có cách nào không? Đây nó cứ tự bấm không? Xin lỗi các anh chị ạ. Quay trở lại không? Sợ bên kia lại tắt sóng, sao? Tự bấm vào đấy, bỏ vào đấy. Đây các anh chị nhìn thấy rằng là cái câu chuyện mình nó đo lường được cái số lượng startup bị sắt đào, bị khai tử ngày càng nhiều, các anh chị thấy. Và năm nay sẽ là năm tiếp tục chứng kiến cái sự khai tử của rất nhiều công ty khởi nghiệp. Và Việt Nam cũng không phải là một trong số những cái thị trường nằm ngoài cái xu hướng này. Nói chung là đấy là cái trật tự mới nhá, một trật tự mới trong giới khởi nghiệp. Cái thứ hai nữa là các doanh nghiệp sẽ tăng tốc đầu tư cho công nghệ và IT. Đây chính là một trong số những cái xu hướng mà có lẽ rằng 3-4 năm trước ấy, cũng rất nhiều chuyên gia, đặc biệt là những chuyên gia xuất phát điểm từ những công ty công nghệ, họ đi nói với các anh chị rằng các doanh nghiệp hiện tại bắt đầu gia tăng chi tiêu cho hoạt động đầu tư ngân sách cho việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động phát triển kinh doanh của mình. Nhưng đấy là 3-4 năm trước, và ở thời điểm hiện tại bây giờ con số đã chứng minh được, đặc biệt sau khi mà đại dịch Covid-19 diễn ra thì doanh nghiệp mới thấy rằng là cái việc mà dịch chuyển lên môi trường số là một trong số những cái điều cấp thiết bắt buộc phải xảy ra. Và cái việc đấy nó tiếp tục diễn ra sau khi cái làn sóng khởi nghiệp nó bắt đầu được hỗ trợ mạnh mẽ hơn. Nhiều công ty khởi nghiệp, đặc biệt các công ty công nghệ đưa sản phẩm mình vào trong doanh nghiệp, vào trong thị trường. Dẫn đến cái việc doanh nghiệp có nhiều sự lựa chọn trong cái việc mua sắm các sản phẩm công nghệ marketing, công nghệ bán hàng, công nghệ tài chính để apply ứng dụng vào doanh nghiệp của mình. Nên đây chính là một trong số những cái xu hướng, một số cái tương lai. Tôi cho rằng 2024-2025 đây sẽ là một trong số những cái điều mà doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp vừa và nhỏ như chúng ta cũng sẽ phải lưu ý cái việc này. Và trọng tâm đầu tư của cái việc công nghệ ở đây thì nó có ba cái trọng tâm chính, đó là có tính chủ động. Đó là doanh nghiệp sẽ bắt đầu mua sắm các giải pháp công nghệ liên quan đến bảo mật cơ sở dữ liệu này, rồi thì hợp lý hóa các quy trình tiếp thị và kinh doanh. Đấy, những cái giải pháp marketing automation hay là những cái giải pháp liên quan đến vấn đề về dữ liệu, bảo mật dữ liệu chẳng hạn, thì đây chính là một trong số những cái điều mà ý thức hệ của chủ doanh nghiệp bắt đầu có sự thay đổi. Cái thứ hai nữa là tăng trưởng bền vững. Mua sắm giải pháp công nghệ là để phục vụ giải pháp tăng trưởng bền vững, chứ không phải mua để thử nghiệm. Cái thời đấy đã qua rồi. Và cái thứ ba nữa là phải đạt được hiệu quả cao. Các công ty công nghệ hiện tại giờ muốn bán được hàng thì phải chứng minh được ROI, tỷ lệ lợi tức đầu tư trong việc mua sắm đấy phải nhanh chóng. Hiện tại bây giờ đa phần các doanh nghiệp đều mong cầu, không dám nói đến những cái giải pháp lớn như CDP của bên Anh Triều chẳng hạn, không dám nói những cái giải pháp lớn như vậy. Những cái giải pháp nhỏ chẳng hạn, thường cái việc chứng minh cái ROI của việc đầu tư đấy nó phải diễn ra trong vòng 3-6 tháng là phải chứng minh được. Thì có như vậy doanh nghiệp mới đầu tư. Đó thì đấy là mấy cái trọng tâm trong cái việc là đầu tư tiền cho việc ứng dụng công nghệ. Cái thứ tư, cái thứ ba nữa trong thời gian tới, đó là sự hình thành và phát triển của thương mại tư nhân. Nó gọi là solo commercial. Đây chính là một trong số, có thể nói là xu hướng đi, hoặc là có thể nói là một trong những xu thế đi, hoặc là một cái gì đấy nó đang diễn ra. Chúng ta thấy rằng là trên TikTok hay là trên Facebook hay là trên rất nhiều mạng truyền thông khác,
rất nhiều KOL, KOC, những người nổi tiếng, những người có tầm ảnh hưởng, những chuyên gia họ đang bắt đầu dịch chuyển mô hình kinh doanh thay vì bị kiểm soát bởi một doanh nghiệp nào đó. Họ bắt đầu họ dịch chuyển, họ ra ngoài, họ làm riêng, họ mở doanh nghiệp riêng. Từ cái việc mà họ xây dựng những cái business line của riêng họ, họ nâng cấp lên thành doanh nghiệp NMB thậm chí lớn hơn nữa. Đây chính là một trong số những cái mô hình mà chúng ta cần phải hết sức lưu ý. Lưu ý để làm gì? Nếu như các anh chị là chủ doanh nghiệp thì các anh chị phải lưu ý nhân viên của anh chị cũng có thể là một trong số những người đang có tư tưởng tách ra để làm việc như vậy. Đấy là một trong số những cái điều chúng ta phải lưu ý như vậy đó. Đó là ảnh hưởng. Còn đối với các công ty công nghệ thì sao ạ? Thì rõ ràng các giải pháp công nghệ nó không chỉ dành riêng cho một doanh nghiệp nữa, mà còn dành cho cả cá nhân. Thế giới xuất hiện rất nhiều cái giải pháp công nghệ giúp cho các KOL, giúp cho KOC có thể tạo ra những cái gian hàng trực tuyến mà không bị lệ thuộc vào cái nền tảng TikTok. Mà một cái từ khóa mà trên thế giới đang nói đến có thể là flagship store. Nghĩa là tôi là một KOL, tôi có thể vào một cái gian hàng, vào một cái cửa hàng, tôi pick những cái sản phẩm tôi muốn bán và tôi sẽ sở hữu chính cái cửa hàng đấy. Đấy chính là một trong những cái xu hướng mà thế giới đang diễn ra. Và tôi tin rằng Việt Nam trong vài năm tới, đặc biệt trong cái bối cảnh mà cái câu chuyện về influencer, câu chuyện về KOL, KOC nó đang phát triển mạnh mẽ như hiện nay, họ đang muốn chiếm lại quyền kiểm soát công việc của chính bản thân mình. Họ không muốn bị lệ thuộc vào một doanh nghiệp hay là của một ai đó nữa. Và đây chính là một trong số những cái lưu ý đối với các anh chị là chủ doanh nghiệp. Cái thứ ba nữa, TikTok Shop có thể nó là quá sớm. Có thể nó vẫn còn là quá sớm. Nhiều anh chị sẽ nghĩ rằng TikTok Shop sẽ là chiếm lĩnh thị trường về thương mại điện tử. Nhưng nó chỉ là gì ạ? Nó chỉ là thúc đẩy sự trỗi dậy của thương mại xã hội mà thôi. Chúng ta thấy rằng là có một cái làn sóng phản đối của người tiêu dùng trên nền tảng TikTok hiện tại bây giờ với cái câu chuyện về việc là bán hàng giả, hàng kém chất lượng. Rồi thì bao ai cũng có thể bán hàng TikTok, dẫn đến cái việc là cái hành vi mua sắm người tiêu dùng nó đang bị ảnh hưởng rất nặng nề. Và thậm chí hơn nữa là gì ạ? Là họ cần khó chịu gấp nhiều lần khi ai liên tục có những cái sản phẩm mới mà không có sự kiểm chứng. Đây chính là một trong số những cái hệ lụy, tôi dùng từ hệ lụy. Và hệ lụy này nó sẽ dẫn đến một cái thoái trào hay một cái phong trào nào đó, nó ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế và sự phát triển của doanh nghiệp. Tất nhiên tôi không nói đến TikTok họ làm sai hay làm đúng, xin lỗi anh Khiêm Hồ. Nhưng ở đây là quan trọng là, ở đây chỉ nói đến câu chuyện rằng đó là TikTok nó đang còn có thể đang còn quá sớm cho cái sự gọi là sự thống lĩnh thị trường, có thể ít nhất ở thị trường Việt Nam. Ít nhất ở thị trường Việt Nam đó, nên rằng là chúng ta cần phải hết sức lưu ý, không phải chúng ta chạy theo phong trào của chúng ta lên nền tảng TikTok shop để chúng ta bán. Nguyên tắc chúng ta bán trên nền tảng TikTok hay bất cứ một nền tảng nào đó, sản phẩm chúng ta phải là cốt lõi. Sản phẩm tốt, sản phẩm chất lượng thì không có lý do gì nền tảng TikTok từ chối các anh chị, không lý do gì nền tảng TikTok không hỗ trợ anh chị cả. Đấy là cái chắc chắn. Cái thứ năm thì đây cũng là một dự đoán thôi. Thế hệ Gen Z bắt đầu từ năm 2024, thế hệ Gen Z bắt đầu xuất hiện cái việc đó là làm full time nhiều hơn. Trước đó họ có thể là sinh viên, họ chưa tốt nghiệp, họ làm part time. Nhưng vào năm 2024 họ bắt đầu tốt nghiệp nhiều, họ bắt đầu làm việc nhiều với doanh nghiệp. Và khi họ làm việc toàn thời gian ấy, đặc biệt đối với thế hệ Gen Z, họ đang gặp phải một tình trạng đó là họ luôn luôn bị stress trong công việc. Tôi dùng từ sức khỏe tâm thần đấy nó hơi bị quá đà một chút, nhưng mà ở đây nó bị stress ấy. Thế nên là và họ luôn luôn mang cái cuộc khủng hoảng về sức khỏe làm việc vào chính cái công việc và chính cái môi trường kinh doanh của anh chị. Vậy cái điều này nó có ý nghĩa gì đối với các anh chị là chủ doanh nghiệp? Nó có ý nghĩa đối với câu chuyện là các anh chị phải quan tâm đến họ nhiều hơn, được chưa? Quan tâm đến họ nhiều hơn, tạo ra cho họ cái môi trường làm việc để làm gì ạ? Để sức khỏe tâm thần của họ tốt hơn. Đấy là cái mà chúng ta cần phải lưu ý, đặc biệt đối với chúng ta là chủ doanh nghiệp, đúng không ạ? Chúng ta phải nịnh họ, chúng ta phải nói chuyện với họ một cách nhẹ nhàng. Đấy, để làm gì? Để họ làm việc chúng ta nhiều hơn, tốt hơn. Đấy là một trong số những cái việc mà, và nó cũng ảnh hưởng đến một cái làn sóng xu hướng này liên quan đến công nghệ. Đó là thế giới đang xuất hiện nhiều cái con chatbot, nó có ứng dụng các mô hình AI để giúp gì ạ? Để giúp cải thiện về sức khỏe cho người lao động. Vậy thì Việt Nam có hay không? Tôi tin rằng trong một thời gian tới sẽ có nhiều giải pháp tương tự như vậy, đặc biệt trong lĩnh vực về sức khỏe và y tế. Nhiều giải pháp có ứng dụng công nghệ, ứng dụng AI vào để giúp cải thiện sức khỏe con người. Cái đấy là cái điều chắc chắn. Đó. Và chính vì thế nên là các anh chị cũng lưu ý, các anh chị có thể tìm kiếm những cái giải pháp công nghệ để giúp cải thiện sức khỏe tâm thần của nhân viên và người lao động của doanh nghiệp của mình.
Và cái thứ sáu đó là thời đại mới, thời đại của AI, của các tác nhân AI, là đúng là nhân viên AI. Cái này là cái đương nhiên. 2 năm trở lại đây chúng ta thấy có rất nhiều trợ lý ảo xuất hiện trên thị trường, chatbot AI này, rồi thì là những cái ứng dụng để giúp cho chúng ta có thể tìm kiếm, tra cứu nhanh những cái thông tin mà chúng ta cần biết đến. Và đây chính là một trong số những cái xu hướng tôi cho rằng là năm nay sẽ là năm điển hình của việc phân loại và định hình rõ cái lĩnh vực AI nó có tác động như thế nào đến kinh doanh. Thì lát nữa thì có rất nhiều chuyên gia nói đến AI thì các anh chị sẽ hiểu rõ hơn. Đấy, tôi xin phép đi qua cái xu hướng thôi. Đấy. Lý do tại sao đấy, thời đại mới chúng ta thấy một câu chuyện như người ta sử dụng AI làm cái gì, đúng không ạ? Đấy, chatbot rồi thì liên quan đến trợ lý ảo vân vân. Thậm chí rằng là cái việc mà thay thế nhân sự, đúng không ạ? Chúng ta hoàn toàn có thể thay thế một nhân sự nào đó làm một công việc nào đó bởi một con AI với cái chi phí rẻ hơn. Đó, với cái chi phí rẻ hơn. Cho nên đây là một cuộc cạnh tranh mà tôi cho rằng nó rất khốc liệt trong vòng vài năm tới. Chúng ta sẽ phải cạnh tranh với những con bot. Chúng ta sẽ phải cạnh tranh việc làm với chính những con bot do chính con người tạo ra. Cái này là cái chúng ta không thể tránh khỏi được. Đó. Và AI thì nó có tác động trong nhiều lĩnh vực, ví dụ như là lĩnh vực sản xuất xe hơi, đúng không ạ? Xe tự lái chúng ta biết rồi. Xe tự lái vân vân gì đó, rồi thì là các nhà bán lẻ thì ứng dụng các chương trình hỗ trợ AI để mà có thể đo lường. Ví dụ như là ở Việt Nam có Paresi là một đơn vị có thể là cung cấp các thiết bị camera xong là quay ghi nhận các hành vi của người tiêu dùng trong cửa hàng, cho AI nó tự động nó sẽ verify những dữ liệu đấy, tự động bắt đầu đưa ra những cái dự đoán để giúp cho ông chủ cửa hàng đấy, giúp cho cửa chủ của cái chuỗi bán lẻ đấy ra quyết định bán hàng, thay đổi mặt tiền, bố trí lại cái phần cửa hàng của mình tốt hơn để làm sao gia tăng được hiệu quả bán hàng. Đây là những cái giải pháp mà nó ảnh hưởng và nó đang tạo ra tác động trong lĩnh vực bán lẻ. Đó, đúng không ạ? Rồi thì trong y tế, nó cần nói đúng không ạ? Trong lĩnh vực y tế, thủ tục, cải cách hành chính, vân vân gì đó, chúng ta giao tiếp và tương tác với AI trong thời gian tới rất nhiều. Đó, đấy là xu thế. Và tất nhiên những cái đấy nó sẽ ảnh hưởng đến gì ạ? Những cái đấy nó sẽ tạo ra những cái tác động trực tiếp hoặc gián tiếp trong các chiến dịch truyền thông và tiếp thị của doanh nghiệp của mình. Đấy, cho nên là không phải cái chuyện rằng là chúng ta cứ đi thao thao bất tuyệt, chúng ta đi nói về câu chuyện rằng là công là phải chạy Facebook ad đi, công là phải làm TikTok ad đi, chúng tôi phải làm Zalo ad đi. Những cái đấy là những cái hết sức clear và cơ bản, thấy chưa? Về thị trường AI thì tôi sẽ không có đi sâu, bởi vì là tôi cũng không phải là một chuyên gia về AI. Đấy, nên là tôi chỉ đi qua nhanh một vài cái tác động mà AI nó có thể tác động đến một số cái ngành, một số cái lĩnh vực, một số cái công việc, đặc biệt trong lĩnh vực trong doanh nghiệp vừa và nhỏ, họ sẽ phải tác động như thế nào, đúng không ạ? Đấy, đi nhanh thôi các anh chị nắm được. Đấy, những cái thương hiệu mà họ ứng dụng AI nhiều lắm, thực ra mấy cái này nó chỉ là listing thôi, nó chỉ là mấy câu chuyện nó điển hình thôi. Đấy, Facebook, rồi Netflix, rồi thì Spotify, TikTok, đúng không ạ? Rồi Amazon, Google, vân vân, các thương hiệu này họ ứng dụng AI từ lâu rồi. Đấy, còn chúng ta có ứng dụng là không khó lắm, chúng ta chỉ có thể tận dụng thôi, chúng ta chỉ có áp dụng thôi, đúng không ạ? Để lập trình cho một con AI cho doanh nghiệp của mình thì nó cũng khó, nên là tốt nhất là hãy tận dụng và khai thác triệt để những cái thành quả của công ty công nghệ, họ đang tạo ra những cái giải pháp công nghệ có ứng dụng các mô hình AI để giúp cho chúng ta cải thiện được kết quả kinh doanh của mình tốt hơn mà thôi. Và đó chính là câu chuyện chúng ta phải mạnh dạn quyết liệt trong công việc đầu tư tài chính, mua sắm các giải pháp công nghệ hỗ trợ cho công việc kinh doanh của mình, đừng cố làm một mình. Lát nữa thì đến cái phần tọa đàm ấy, thì tôi sẽ nói sâu hơn với các anh chị một số cái case study, một số cái câu chuyện điển hình của những cái chủ doanh nghiệp khi mua giải pháp công nghệ, đặc biệt mua Martech vào, mất 6 tháng đến 12 tháng để tự mày mò, tự cài cắm công nghệ đấy vào doanh nghiệp, trong cuối cùng là license mua 1 năm, trong hết 1 năm thì coi như là hỏng. Đấy, những cái câu chuyện điển hình đấy lát chúng ta sẽ bàn sâu hơn. Đấy thì mấy cái này thì nó easy thôi, đơn giản thôi, đúng không ạ? AI nó có tác động gì? Vui rồi, tuyển dụng, tuyển chọn nhân sự này, top CV, thì có những cái giải pháp như topcv.vn. Bây giờ nó có những cái giải pháp AI, cắm AI để giúp cho nhà tuyển dụng có thể sàng lọc, tìm ra những ứng viên phù hợp dựa trên cái input, cái đầu vào, cái job description của mình. Và hệ thống AI nó tự động gợi ý cho chúng ta những cái ứng viên phù hợp để chúng ta gọi và chúng ta tuyển vào phỏng vấn. Rồi thì trong đào tạo, đúng không ạ? Trong đào tạo, đấy, chúng ta không nhất thiết là phải thuê người đào tạo nữa, bây giờ có thể thuê một con AI nó đào tạo nhân viên nhà mình. Đấy, và nó sử dụng chính cái dữ liệu trong công ty nhà mình để nó đào tạo nhân viên của mình. Thì nó sẽ tiết kiệm cho câu chuyện khi mà các anh chị có nhân viên mới ấy,
thì các anh chị không phải đi thuê đào tạo nữa. Và bản chất là gì, con AI nó có thể giúp cho nhân viên bên dưới học hết tất cả những cái gì liên quan đến doanh nghiệp của anh chị. Đấy, đấy là cái mà cái giá trị của nó, của cái câu chuyện công nghệ. Rồi quản lý hiệu suất nhân viên nhiều nhiều lắm, thôi rồi mấy cái này đi qua nhanh thôi chứ. Đấy, vận hành doanh nghiệp và tự động hóa các hoạt động thủ công. Cái này thì nó là easy, nó là công nghệ chứ nó không phải là AI đâu. Nó là công nghệ đấy. Tối ưu hóa các quy trình cũng vậy. Lát anh Triều anh sẽ nói nhiều hơn, sâu hơn về câu chuyện này. Đấy, rồi để dự đoán các nhu cầu, đương nhiên AI nó giúp chúng ta dự đoán. Chúng ta dự đoán được tương lai, chúng ta dự đoán được hành vi người tiêu dùng, chúng ta dự đoán được cái xu thế của thị trường. Từ đấy chúng ta ra được cái gì ạ? Cái câu chuyện chúng ta phải làm gì trong thời gian tới. Mua gì, làm gì, trong công tác ai đi phát triển sản phẩm, chúng ta phải phát triển sản phẩm như thế nào để đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường trong tương lai bởi cái số liệu mà AI nó cung cấp. Bây giờ AI nó còn cung cấp số liệu còn có giá trị hơn, tin tưởng hơn cả người dùng. Chuyên gia chưa chắc đã bằng AI. Đấy, rồi những ngành bán lẻ, cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng, tí nữa chị hàng thì em nói, rồi tự động hóa các tác vụ thủ công, rồi phân tích các xu hướng thị trường, em nói rồi, đúng không ạ? Nhanh thôi, đấy, sắp hết rồi, yên tâm. Còn 27 giây. Ngành dịch vụ khách hàng, ví dụ như chatbot hỗ trợ khách hàng rồi phân tích phản hồi vân vân gì đó, những cái đấy là những cái mà nó đã có case study và nó đã có minh chứng rồi. Đấy, chúng ta không phải nói nhiều nữa. Chẳng qua là chúng ta bây giờ chúng ta thì tập trung vào chuyện là chúng ta làm gì, đầu tư cái gì thôi. Đấy. Nên rằng là một trong số những cái yếu tố bắt buộc và hôm nay có rất nhiều chuyên gia, rất nhiều công ty Martech ở đây cũng rất mong muốn, mong mỏi Vinasa hay là một số cái tổ chức khác có thể là tạo một cái điều kiện để giúp doanh nghiệp có thể tìm kiếm các chuyên gia, từ các chuyên gia đấy có thể giúp cho họ lựa chọn mua sắm cho mình giải pháp công nghệ tốt nhất. Đấy, ngày 4 tháng 5 năm 2024 là Costbinger là người ta phát hành một cái bản đồ toàn cảnh Martech toàn cầu, hơn 14.000 cái giải pháp Martech, xin thưa các anh chị. Phải kính lúp chúng ta mới đo lường để chúng ta biết được bao nhiêu logo ở trên đấy. Đấy, nên là rất cần những cái đơn vị agency đấy như Omega Martech này, họ có thể cung cấp các giải pháp, cung cấp đầu vào chuyên gia để tư vấn cho doanh nghiệp lựa chọn tốt hơn. Đấy. Rồi, thì cái đây là những cái mà nó cơ bản thôi. Thì báo cáo với anh chị rằng là nó cũng chỉ có một vài cái thông tin để các anh chị cũng nắm được là liên quan đến cái xu hướng, liên quan đến cái định hình cái nền kinh tế của chúng ta. Và kết thúc cái phần trình bày của mình, xin chia sẻ với các anh chị một cái từ khóa hay một cái nhận định của cá nhân, đó là chúng ta đang sống và làm việc trong một nền kinh tế tạm thời. Đó, mọi thứ nó đều đang diễn ra vô cùng tạm thời, với cá nhân tôi là như vậy. Và trong vòng 5 năm tới, nền kinh tế nó ổn định hơn, mọi thứ nó có sự rạch ròi hơn. Lúc đó chúng ta thấy rằng là cái sự định hình, cái sự phân loại, cũng như là cái khả năng xây dựng chiến lược, đặc biệt đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, nó sẽ tốt hơn. À, xin cảm ơn các anh chị vì đã dành thời gian cho cái phần đầu tiên của phiên ngày hôm nay. Chúc anh chị luôn luôn sức khỏe, hạnh phúc. Chúc anh chị sẽ kinh doanh thành công và phát triển bền vững. Xin chào. Xin trọng cảm ơn ông Huỳnh Nguyễn, nhà sáng lập Chủ tịch Việt Nam Martech, đồng sáng lập và Phó Chủ tịch Martech Group.